Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục chuyện tối nay à, qua phần trao đổi của MC Thanh Liêm và khách mời. Thưa quý vị, mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người sử dụng. Đó là nơi mà mọi người có thể cập nhật, chia sẻ thông tin hoặc là giao lưu, kết bạn với bạn bè người thân. Tuy nhiên, hiện tượng sống ảo đang tồn tại không ít ở những bạn trẻ và dần trở thành xu hướng. Nhiều bạn trẻ cũng thú nhận rằng dùng tài khoản mạng xã hội chính là để xây dựng hình ảnh cho bản thân. Thế nhưng những lối sống ảo từ mạng xã hội có không ít ta hại tiêu cực. Và theo nghiên cứu thì những ảnh hưởng của việc nghiện sống ảo độc hại không kém gì so với thuốc lá hay là các chất gây nghiện khác. Và cùng bàn luận về nội dung này, hôm nay chúng tôi mời đến trường quay tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh của Viện Nghiên cứu Thanh niên để chúng ta cùng sẽ có những cái góc nhìn và chia sẻ về cái chủ đề sống ảo và những hệ lụy. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Vâng thưa anh là chuyện sống ảo thì không phải là câu chuyện mới, tuy nhiên thì giờ đây nó đã trở thành một xu hướng thậm chí là trở thành một cái trào lưu rất đáng báo động vậy thì với các cái giới trẻ thì nguyên nhân của cái trào lưu này là gì và nó đang phát triển trong cái một bộ phận giới trẻ như thế nào thưa anh? À, thực ra thì như chúng ta thấy rằng là hiện nay thì giới trẻ Ờ, tham gia rất nhiều các hoạt động trên mạng xã hội từ việc mua sắm cho đến học hành cho đến thậm chí là làm việc cũng ở trên mạng ừ. chính vì thế mà chúng ta cũng sẽ rất khó để nói một cái câu chuyện là chúng ta tách bạch được hai cái thế giới là thế giới ảo và thế giới thực ừ. và đương nhiên là cái số lượng mà các bạn trẻ hiện nay mà sử dụng mạng xã hội ấy, thì cái lứa tuổi Uh, người dùng ấy nó cũng đã giảm xuống rất là nhiều. Ví dụ bây giờ là từ những cái bạn mà cuối cấp 1 hoặc thậm chí là đầu cấp 2 khoảng tầm lớp 6 lớp 7 cũng đã có một cái mạng xã hội và hoạt động thường xuyên rồi. Ừ. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là uh, cái số lượng rất là đông khiến cho chúng ta nghĩ rằng là uh, cái việc mà các bạn ấy ở trên mạng xã hội nó như là một cái xu hướng phổ biến và đấy cũng là một cái sự thực chúng ta phải cốc, phải thừa nhận ừ. là nó là một cái xu hướng phổ biến trong xã hội hiện nay. Vâng, có khi nào mà chúng ta rất là khó để mà phân định là khi mà đã nghiện sống ảo rồi thì nó sinh sôi và nó phát triển trong lòng của chúng ta lúc nào mà chúng ta cũng không biết. Và bởi ban đầu thì chỉ có vẻ như là chỉ là câu chuyện về đăng tải cái này lên thích thú quá, sau đó là nó trở thành một cái lối sống và nó cứ thế theo cái hiệu ứng domino là chúng ta sẽ phải cứ phải theo như thế để giữ cái hình ảnh lúc ban đầu của chúng ta xây dựng Uh, thực ra theo quan điểm của tôi ấy, thì cái việc mà các bạn ấy đăng tải hình ảnh lên trên mạng xã hội hoặc là các bạn ấy xây dựng một cái cuộc sống của các bạn trên mạng xã hội mà như là bạn nói ban đầu là xây dựng bản sắc trên mạng ấy thì thực ra theo tôi đó cũng chỉ là một cái cách thức trong cuộc sống của các bạn ấy thôi uh, thực tế thì chúng ta cho thấy rằng là có rất nhiều người người ta không đủ cái sự tự tin hoặc là không đủ những cái kỹ năng cần thiết để họ có thể đối diện với những người khác trong đời sống thực và đôi khi họ cảm thấy rằng là họ rất khó để chia sẻ những cái nỗi niềm những cái tâm tư hay là chia sẻ những cái sự thành công hay thậm chí là sự thất bại của họ đối với cả một cái người khác và họ dễ dàng gửi gắm cái điều đó hơn thông qua một cái cách gián tiếp đấy là thông qua mạng xã hội và đương nhiên là chúng ta hiểu rằng là lúc đầu thì cái việc mà các bạn ý đưa cái cảm xúc hay là chia sẻ những cái trạng thái của bản thân mình lên trên mạng xã hội thì nó là một cái việc chủ đích. Nhưng đương nhiên khi dần dần mà nó đã trở thành một cái thói quen ấy thì giống như bạn nói là nó như là một cái vấn đề tâm lý, nó như là một cái sự nghiện. Mà nghiện ở đây thì mình hiểu một cách đơn giản nó là một cái sự lệ thuộc, nó là một cái sự khó từ bỏ. Và đương nhiên là khi mà các bạn đã nghiện như vậy rồi thì bất kể những cái việc liên quan đến cuộc sống của các bạn ấy từ nhỏ đến to trong cuộc sống thì các bạn ấy đều phải chia sẻ và khi các bạn ấy chia sẻ lên thì các bạn ấy cảm giác như là cái cảm xúc của mình đã được giải tỏa hoặc là đã có một nơi để gửi gắm hoặc đôi khi là cái uh, suy nghĩ tâm tư của các bạn thì các bạn được trải lòng và có người lắng nghe thì đấy chính là cái việc mà một trong những cái lý do về mặt tâm lý mà các bạn ấy sử dụng mạng hiện nay rất là phổ biến Tôi có một vài người quen uh thực ra mà nói là khi uh, câu chuyện này là uh, chị này phát hiện ra con gái mình uh, thông qua cái uh, tài khoản Facebook và khi mà tìm hiểu về cái tài khoản Facebook của chính con gái mình thì ối trời phát hiện ra là uh, cô con gái rất thích đăng tải những cái hình ảnh sang trọng thậm chí là uh, thì uh, chốt lại thì những biểu hiện như thế nào uh, cho thấy là người này đang uh, nghiện sống ảo và chúng ta đấy chúng ta sẽ căn cứ vào đó chuyện để, để chúng ta nhận định à, thực ra để mà nói là người một cái người sống ảo thì nó rất nhiều tiêu chí để đánh giá có thể chúng ta đánh giá về cái thời lượng sử dụng nhưng mà bản thân tôi thì không đồng tình lắm với câu chuyện thời lượng sử dụng mà bản thân tôi thì là sống ảo ở đây mình hiểu một cách đơn giản là sống ảo tức là cái việc mà các bạn ấy thể hiện cái lối sống của các bạn ấy ở trên mạng một cách phi thực tế tức là nó là phản ánh những cái mà nó không đúng với thực tế à, sống ảo ở đây nó khi mà chúng ta nói là các bạn ấy nghiện sống ảo tức là nó sẽ còn căn cứ ở một cái nữa là tất cả những cái cảm xúc những cái hành động trong đời sống của các bạn ấy thì các bạn đều chia sẻ ở trên mạng và nếu như các bạn không chia sẻ trên mạng thì các bạn cảm thấy bứt rứt các bạn ấy cảm thấy khó chịu các bạn cảm thấy thiếu thốn các bạn ấy cảm thấy gần như là một cái điều gì đó mà 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 nếu như không làm thì không thể chịu được. Đó tức là nó gây ra một cái tâm lý như vậy thì uh, đấy mới chính là những cái biểu hiện của nghiện mạng xã hội hoặc là nghiện sống ảo. Với một cái nữa là một cái việc mà các bạn ấy xây dựng một cái hình ảnh nó phi thực tế thì với tôi đấy đấy là sống ảo. Đó giống như là bạn nói rằng là bản thân gia đình rất là bình thường, gia đình rất là cơ bản, mọi điều kiện như mặt bằng chung của xã hội nhưng mà xây dựng hình ảnh lên lại là một cái người rất là đại gia, cuộc sống rất là sang chảnh, uh, rất là bóng bẩy chẳng hạn thì những cái mà phản ánh phi thực tế thì thì đấy là sống ảo. Còn đương à. nhiên là những người mà họ có cuộc sống như thế thật, cái việc họ chia sẻ thì mình không thể nói là họ sống ảo được. Đó à. chính vì thế mà cái việc mà chúng ta phân loại, chúng ta đánh giá hay là chúng ta đưa ra tiêu chí thì nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi, nhưng rõ ràng là là chúng ta cần phải xem xét xem là cả những cái yếu tố về mặt thực tiễn cuộc sống của họ cũng như một những cái yếu tố về cái mặt tâm lý cái mặt uh, xã hội các bạn ấy biểu hiện ra cảm xúc thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể căn cứ trên đó để chúng ta đánh giá vâng ạ và rất là cảm ơn uh, tiến sĩ anh, nguyễn tuấn anh Viện nghiên cứu thanh niên đã cùng đồng hành và chia sẻ những góc nhìn uh, qua đó chúng ta thấy được rằng uh, cái việc mà chúng ta sống nào uh, quá đà uh, đến cái mức mà nghiện thì rõ ràng nó sẽ phản ánh một cuộc sống thực sự là không chất lượng đối với uh, người sử dụng mạng xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ uh, xin cảm ơn anh đã cùng đồng hành và chia sẻ ngày hôm nay